Hello, xin chào mọi người lại quay trở lại với kênh Gà Ta Miền Nam nhé. Bây giờ là buổi tối, ngày hai mươi mấy, mình không biết ngày hai mấy mọi người. Đây, gà ế là tình hình gà đẹp lắm. Con ế mọi người đẹp lắm. Này, quay cho mọi người xem mấy con mái này nhá. Hối hận thật chứ. Qua mình bắt cũng một mớ đẹp rồi, bán hết rồi mọi người, hôm nay bắt tiếp làm thêm ít nữa tình hình ế, nhưng mà mình vẫn cố gắng cày được ít nào hay ít đấy mọi người, ế lắm, chắc thịt lắm. Quay chia sẻ cho mọi người xem mấy cái con gà ngon, lông đẹp không, như gà ta rạc luôn mọi người. Cái này mà nuôi lại một thời gian ngon lắm, tuyệt vời lắm mọi người. Mái này, mái này bị chỉnh đó đấy nè. Mái này dứt lách phết chứ nhỉ. Bây giờ chỗ nào người ta cũng làm mấy cái sàn này hết mọi người, nếu mà ở đâu người ta cũng làm mấy cái sàn nhựa này hết, nó sạch, người ta xịt nước mọi người, sạch cho dân cư người ta đỡ có kêu hán này nọ mọi người. Đấy, gà đẹp mấy gà chất nhỉ, chất nhưng mà nó ăn hơi no, tối rồi mọi người, tối rồi nó ăn no. Nhao 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 nhao. Đúng sởi mày. Lúc tung beng hết mọi người. Đấy, quay chia sẻ cho mọi người nhá. Bầy này quá đẹp. Mái thì quá đẹp mà trống thì nó hơi non. Đấy. Được bầy trống to thì mái lại non. Nó lạ vậy mọi người. Mọi người để ý kỹ cái con gà trống này xem là nó có non không nhá. À, non lắm mọi người. Trống thì non cực kỳ luôn. À, đấy, sờ sạc không? Lấy ăn bình định còn ngon hơn. Ăn gì gà này. Đấy. Sở sạc gà. Nói chung thì gà mái bầy này nó quá đẹp. Về thịt ra thì quá ngon mọi người. Quá ngon. Quá tuyệt vời mọi người. Ở cái thời điểm hiện tại thì gà này nó vẫn đắt, nhưng mà nó bán không được. Mọi người bán không được. Tùy lơi, lơi bán được lơi không đi. Tùy lơi. Lơi ăn gà rẻ, lơi ăn gà cao. Đấy, nó tùy như vậy nha mọi người, chứ không phải là chỗ nào cũng ăn gà đắt tiền đâu. Nên là có chỗ bán được gà rẻ, có chỗ này bay ghê em má này, này có chỗ thì bán được gà đắt, có chỗ thì bán được gà rẻ nha mọi người. Đây là quay trên, có chỗ thì bán được gà Bình Định rất là mạnh, chỗ thì người ta thích gà màu vàng đó. Gà con này cứng nhỉ, qua bắt nhiều quá, nhiều hôm qua mình bắt nhiều quá rồi, hôm nay mình nên mình xem còn gà đẹp không. Không ngờ hôm nay còn bầy đẹp hơn mọi người. Mà càng ế nó càng có bầy đẹp, càng ế gà càng đẹp mọi người. Ai mà mới đi buôn gà thì cứ nhìn cái con gà nó óng mướt như thế này nè là dứt thôi nhá. Hôm nay ông có mình nói chuyện với ông khách, ông bảo ấy mẹ mày cứ nhìn gái như vậy, cứ con nào mà óng mượt là đẹp. Đấy là, nhưng mà mình bảo là không biết nó có ngon thật không. À, ông cười quá trời à. Cười ú gà này. Đó, chưa mọi người. Quá ok cho mọi người ơi. Đấy, hôm nay mình chỉ bắt vậy thôi, mình quay mình chia sẻ cho mọi người vậy thôi. Mái hôm nay thì quá đẹp nha mọi người. Hình như là tuần này hầu như là mình đi là toàn là gà mái đẹp không. Nên là mình dứt khá là nhiều. Đấy. Về bán nó phê mọi người, nó đã. Mái đẹp mọi người ơi, mái cực kỳ đẹp. Quá đẹp luôn á, đối với mình là quá đẹp luôn mọi người. Rồi, xin cảm ơn và chào gặp lại mọi người ở những video lần sau. Có bầy nào đẹp hơn nữa thì mình sẽ quay và chia sẻ và review cho mọi người cùng xem. Đẹp quá mà không làm gì được mọi người, không bắt hết được. Bắt quá nhiều rồi, không bắt hết được. Ở nhà còn quá nhiều. Đấy mọi người. Quá đẹp nhỉ, quá nhiều con luôn, nhìn nó thích cho mọi người. Săn nó đã. Đây, con này rớt trứng này, đây này, con xám xám này mọi người. Đấy, con xám này này, đấy, con này mới đớt này, đít này. Đấy, sệ chưa, sệ chưa. Đấy, chạy à, chạy đâu em. Em cũng chết à, chạy đâu. Chạy đâu em, chạy đâu em. Xem nỗ đít này, nỗ đít này còn ấy lắm. Nỗ đít còn nhỏ lắm nhưng mà mặt em này khá là nhòn nha. Đấy, em là ôm lông à, khá là ôm lông. Còn mấy em này đẹp nhiều lắm mọi người, nó không xuể đâu. Quá nhiều đi. Mỗi mình bắt là không ai bắt nữa đâu.
Chá không nào bắt nữa. Quá đẹp, chất lượng. Thôi xin chào và hẹn gặp lại mọi người nhá. Càng ở lâu thì càng bắt nhiều thôi, chết khổ tôi lắm.